Minh Sang. Nam nghệ sĩ Thiên Ân thực hiện trong vai U Lời Hát. Nam nghệ sĩ Quốc Đạt thực hiện trong vai Tẩm Kỳ. Và đặc biệt, nam nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, nam nghệ sĩ Linh Vũ thực hiện trong vai Tiết Ấn Lưu. Và hợp các cô đào khả ái duyên dáng, nữ nghệ sĩ Ngọc Tâm Tâm thực hiện trong vai Hoàng Lê Quê. Nữ nghệ sĩ Ngọc Trần thực hiện trong vai Liêu Nguyệt Nga. Nữ nghệ sĩ Kim Huy thực hiện trong vai Chợ Châu Đảnh. Và nữ nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh Kim thực hiện trong vai Thần Nữ. Kim Hoa thực hiện trong vai Lệ Hoa. Âm thanh Minh Sù. Ánh sáng Thanh Minh. Ngọt gan Chí Thiện. Trống quảng Minh Tuấn. Guitar cổ Ngọc Hiển. Thiết kế họa sĩ Dương Chí Thuận. Chỉ huy ghế biểu diễn trưởng đoàn Hoàng Thái. Nữ chân đủ linh kỳ, đoàn chúng tôi bắt đầu lên màn biểu diễn. Thank you.
và để cho ta đây thượng độ. Nếu thù chàng quý trả, ba thứ gươm quằn quại chốn tan đồng. Chí là chí bá tầm, còn gươm hậu kiệt là gươm thánh sứ. Ngày hôm nay chàng đã nắm vững thanh gươm ý ngựa. Chung
Được. Bố này có nhiêu gấp? Có tao. Nếu ngươi đầu hàng Tống Đăng, ta thả ngươi về trốn vào Tây Liêu. Còn nếu bằng không thì ngươi sẽ chết. Tây Liêu Việt Nga, trước đội đá chấp pháp cầu ngõ, chúng ta sẽ mười kẻ chẳng mười. Quán bọn đó chứ cơ. Quán bọn đó, quán lại. Quán.
Phu nhân, nàng hãy theo tao với về phía bác để cầu thang điều tiết. Thank you.
danh cái cỏ. Trai trai bồi đắp liêu hà bão ngon. Đời thay đi chào thở chết cho bao. Nhà tân tử, nhà tân tử ô lời gia. Bye.
mãi tới đâu. Học tình tình có ba đặng rõ. Dạ, nơi chiếc trường từ giặc tay leo, hạ thần sổ quyết lâm ly, xin về đây báo lại. Vậy à? Dạ. Dạ đến. Hãy đưa điêu Nguyễn Nga trở vào tư nhìn, liễu về Hàn Quốc. Dạ rồi đó. Điêu Nguyễn Nga trở liêu tắc. Này Điêu Nguyễn Nga thổ quyết lâm ly, ai ta biết tìm ai ra gặp hiện tại để trừ án con giặc. Con heo rồi.
Rồi, tới bây giờ cậu chức tướng cho con chịu không? Dạ được. Dạ cậu con chức cho con là chức tổng kỳ. Tổng kỳ. Rồi. Con đợi con xíu hả cậu? Đợi gì nữa? Tổng bao tổng hợp bao toàn quân tướng sĩ. Con kỳ là kỳ lắm cái tướng sĩ. À, không chịu đâu, con kỳ hết. Con tắm mấy heo nhà con mệt rồi giờ đi ra ba quân tướng sĩ con tắm quyền đám ngon. Trời ơi, đâu phải là tổng kỳ là tắm ba quân tướng sĩ đâu. Tống kỳ có nghĩa là con được cầm cờ đi trước nè. Cái này con chịu. Ăn cũng ăn trước luôn nè. Con chịu. Lãnh lương cũng lãnh lương trước luôn nè. Con chịu. Có vợ cũng có vợ trước luôn nè. Chịu. Chết cũng chết trước luôn nè. Không chịu. Cậu ơi, cậu. Con có gan con chết thôi, con chịu. Trời ơi, nói thì nói chơi với gia đồng vậy thôi. Chứ ai ra chiến trận đều chết hết hay sao? Vào trong lấy cường thương theo cậu ra trừ à có ông giật dạ cậu. Tự định đặng sao
sẽ thâu ngay chủ cấp à. Phải. Cầu nhất cô thiết quá. Tàu tứ mã ra kêu. Lời ngươi nói ta ghi. Ta đi bao quân là chấm à. Chấm phải à. We'll be right back.
người ơi, gia đồng ơi, gia đồng ơi, ta ngồi cạnh nhau bình à tôn tiên. Nay giữa ta chừng ta đã bị bãi chốn mà quân. Thank you.
Ngươi lùn ta nói ngươi lùn. Bây giờ ngươi coi ai cao hơn nè. Lùn ta nói ngươi lùn. Đi về uống cửa thì mẹ lên. Như ta là cậu tay tôi ta uống sữa để ta bằng đã không. Thấy lùn là hay cưng và hỏi này nè. Cuối cùng là con nhỏ này tên gì? Tôi tên Chi. Ai này hỏi là giờ con nhỏ tên gì? Anh ba. Không phải thứ ba. Anh tư. Không phải thứ tư. Anh năm, anh sáu, anh bảy, gì ơi. Không phải.
Tây Chinh, ta kính Tàn Nương làm mẹ, còn ta là Dữ Tử Minh Linh, sao danh thắng tiếng ấn luôn danh tế. Cái gì vậy? Nghe nói tiếng ấn luôn làm gì mà giàu thế vậy? Chàng nói chàng tên gì? Tiếng ấn luôn. Vừa nãy chàng nói chàng tên là Tiến Tấn Lương kìa. Vừa nãy nóng quá vậy rồi. Đẹp mà tên cũng đẹp đó cô. Duyên tình định với cô, đợi cô một chút. Lương ơi. Sao? Lương à. Ở Lương đây. Trời ơi, sao Lương cái tên đẹp đó vậy anh Lương? Trời ơi, đẹp không còn nàng kia. Ngộ à, hồi nãy giờ hai lần rồi đó. Ừ. Đẹp thì tôi khen, xấu tôi chê. Nhưng mà tao không thích. Tôi thích. Nhưng mà tao không thích. Thank you.
sao? Chọc tới ngày mai luôn. Ta nói sự thật. Là sự thật như thế nào? Nàng là rắn. Sao? Còn ta đi là rồng. Nhà lớn thật giữa nghi. Lẽ đương nhiên ông nè, ông đi lại tìm Quy. Ngược lại, Quy kia thì bướm mà không biết nhục, không biết nhục, không biết nhục. Trời ơi, đâu có gì đâu. Tiến sĩ Mã Lộc không sao xuyến. Thoáng nghe qua như tiếng nhạc nô hồ. Trời ơi. Trời ơi, chồng mắng vợ. Mắng nữa đi chồng. Thôi. À, thằng ta môi son má phới. Trời ơi, đánh gì dữ vậy? Đánh cho anh dám không con. Ê, kỳ lắm á. Đánh thử coi nè, còn gì ta trở chừng nào đi chứ. Nè, nghe tôi nói nè. Nói. Mắng tôi á, hồi nãy giờ tôi không có giận chàng đâu. Trời ơi trời, kiểu gì mà còn giận nữa biết phải làm sao. Giận chi gió mệt à. Nếu vậy nghe sao? Nói nè. Thiếp chỉ nói một câu chàng đã giật liền, nghe cho kỹ đi. Cô đã hát trước là anh tiếp. À. Sao hay lên đây giận nẻo đó nè. Ah!
Hồng ơi, Hồng lớn sức sao Hồng còn đứng đó? Hồng mệt, Hồng nghỉ. Để con thỏ nhỏ con, thỏ nặng trèo cao. Trèo thỏ nhỏ con muốn trèo đâu trèo đi. Ai da, đừng có chọ. Rên. Ừ, con mệt mà. Để con rắn nè, nó bột qua. Trời ơi, bò lại. Ai da. Làm gì vậy? Nè. Trời ơi, né vậy đó hả? Trời mà né, mà không cho mà né rồi trời. Cưng quá. Đi đâu mà đừng hoài vậy. Yeah.
Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.